À, vâng, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học về lập trình Java cơ bản. Thế thì bây giờ để lập trình được Java thì các bạn cần có những cái gì? Thì thứ nhất là chúng ta cần phải download công cụ, đúng không? Download công cụ thì có rất là nhiều công cụ chúng ta có thể lập trình được. Thế nhưng mà đơn giản nhất là bạn dùng NetBeans nhé. Đây, chúng ta sẽ có này, lập trình Java. Thì cần những cái gì? Thứ nhất là chúng ta cần cài đặt công cụ. Công cụ thì ở đây chúng ta sẽ dùng NetBeans, đúng không? Nó cũng khá là dễ, chúng ta có thể lên mạng ta gõ này, NetBeans. Sau đó chúng ta vào đây, chúng ta download cái NetBeans về nhé. Có thể chọn một cái NetBeans. Đây, kích vào download này, chúng ta sẽ download bất kỳ một cái nào. Ví dụ như chúng ta dùng NetBeans cho Windows thì chúng ta dùng cái này nhé. Thế sau khi mà chúng ta tải về thì bạn cài đặt như bình thường. Sau khi cài đặt bình xong thì chúng ta sẽ thấy có cái hình ảnh NetBeans nó như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy có cái NetBeans. Đây, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là hỏi chữ nét. Đây, NetBeans này. Thì bạn sẽ có một cái ứng dụng tên là ứng dụng NetBeans, đúng không? Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có cái ứng dụng tên là ứng dụng NetBeans. Bạn có thể mở cái ứng dụng này lên. Đấy. Rồi các bạn đợi nó khởi động xong. Đấy, như vậy là chúng ta khởi động xong rồi. Chúng ta chọn vào cái tab project này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái project mới. Thế thì đơn giản nhất là chúng ta tạo ở trên màn hình. Chúng ta tạo ở trên màn hình desktop một cái dự án, đúng không? Chúng ta ghi là Java 1. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo vào đây, chọn là file này, new project này. Thứ nhất là chúng ta chọn Java và chọn Java Application. Chúng ta chọn Next, đúng không? Chúng ta chọn đến cái vùng Desktop và chúng ta chọn đến phần Java. Đây, Java 1 đây. Open. Đấy. Và đây bạn đặt tên project, bạn có thể đặt tên là bài 1 hay bài mấy, tùy các bạn. Ví dụ thế. Rồi. Và chúng ta chọn Finish. Thì một cái dự án Java 1 nó sẽ được tạo trên máy tính của chúng ta. Các bạn có thể vào cái Java 1 để chúng ta sẽ nhìn thấy, đúng không? Nó không giống như C bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái file khác nhau, đúng không? Thì bạn sẽ thấy cái file bài 1.java chính là cái file mà chúng ta cần cần viết code nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh sinh sẽ như thế này. Đấy. Đấy, thì bây giờ đây là cái chương trình đấy. Thì đây mình giải thích một chút, thì ở đây đây là cái packet, đúng không? Tức là cái giống như là cái namespace, như là một cái không gian tên, đúng không? Còn đây là tên của class và đây là cái tên của hàm main nhé, tên của hàm main. Bởi vì ngôn ngữ Java là một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng, vì thế cho nên tất cả nó đều coi về đối tượng hết, và vì thế cho nên bạn sẽ có một cái class, đúng không? Bao giờ cũng có cái class đấy, và cái hàm main thì bạn biết như trong ngôn ngữ C là cái hàm để bắt đầu một chương trình. Thì trong đối với cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách là nhập xuất trong C, đúng không? Bước số 2 là chúng ta sẽ học về nhập xuất trong trong Java, đúng không? Thế thì trong trong Java nó cũng như là trong C, chúng ta cũng có cái hàm nhập xuất. Thế cụ thể ở đây thì chúng ta có cái hàm nhập xuất, nếu là chúng ta nhập dữ liệu thì người ta sẽ dùng là scanner, đúng không? Nhập dữ liệu này thì người ta sẽ dùng là scanner. Có xuất dữ liệu thì người ta dùng là print, đúng không?
chúng ta sẽ dùng cả là system.out.print, đúng không? Thế trong trường hợp mà chúng ta muốn xuất dữ liệu theo từng dòng thì chúng ta có thể sử dụng cái system.out.print, biết chữ ln thì người ta hiểu là print print theo dòng, đúng không? Đấy. Thì đây là cái điểm mà các bạn cần phải chú ý. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ thử nhập và xuất dữ liệu xem sao nhé. Đây này. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây. Chúng ta sẽ nhập và xuất dữ liệu. Thế bây giờ giả sử chúng ta muốn nhập dữ liệu thì ta làm như thế nào? Thì các bạn sẽ ghi vào đây là nhập dữ liệu, đúng không? Ta sẽ ghi là scanner. Các bạn gõ 3 chữ thôi, đúng không? Xong chúng ta gõ Ctrl dấu cách này. Đấy. Đấy thì nó sẽ hiển thị cho bạn cái đối tượng scanner và chúng ta dùng cái phím mũi tên trên bàn phím chúng ta di chuyển lên xuống, chúng ta enter nhé. Các bạn chú ý này, khi bạn enter thì lập tức là một cái thư viện được thêm vào, đúng chưa? Chúng ta tuyệt đối chúng ta không ghi ghi tất cả cái ghi tất cả cái từ scanner nhé, chúng ta chỉ cần ghi là S này. Đó, C A N xong gõ căn cho dấu cách. Và chúng ta dùng phím mũi tên để chúng ta di chuyển, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có cái đối tượng là scanner. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có S bằng new. Nhấn cách ra, nhấn căn cho dấu cách, lại gõ scanner, đúng không? Và chúng ta sẽ chuyển vào đây là cái tham số là system. Đúng không? Gõ lên đây cũng lại gõ căn cho dấu cách tiếp. Đấy. Và chấm in. Thế thôi. Thì cái việc này các bạn chú ý là khi làm chúng ta nên tắt cái tiếng Việt này đi nhé. Đây nó gọi là tạo luồng gì? Luồng nhập liệu, đúng không? Đây là tạo luồng nhập liệu. Nó giống như trong C cộng cộng, nó là C in C out, giống như là trong cái lập trình C, nó là scanf ấy. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi vào đây là chúng ta sẽ ghi này. Chúng ta sẽ ghi ở trên này, chúng ta sẽ ghi là system. Nhấn căn cho dấu cách này. Không, chấm out chấm print, bạn sẽ ghi là họ và tên. Đấy. Thì đây nó gọi là in ra màn hình, đúng không? Đây nó là in ra màn hình. Không. Thì còn cái chỗ này là chúng ta sẽ tạo luồng nhập liệu. Thế bắt đầu nhập liệu thì ta sẽ dùng như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng là string. Ví dụ ta có họ tên, đúng không? Sẽ nhận giá trị bằng s chấm next line. Đây là nhập một dòng dữ liệu. Đây là nhập một dòng dữ liệu. Chưa? Nhập một dòng dữ liệu. Tương tự thế, chúng ta lại ghi tiếp là system. Nhấn căn cho dấu cách này. Đúng không? Chúng ta sẽ ghi là điểm trung bình. Đấy. Và chúng ta lại ghi là double, đúng không? Nhấn căn cho dấu cách, đúng không? Chúng ta ghi là điểm trung bình sẽ bằng scan n, đúng không? Chấm next next double. Đó. Thì đây là nhập một số thực. Rồi, nhập một số thực. Bây giờ chúng ta sẽ ghi đấy, như vậy là chúng ta đã có nhập xuất. Bây giờ chúng ta ghi những cái thông tin vừa nhập nhé. Chúng ta sẽ ghi là system, căn cho dấu cách này, là bạn vừa nhập, đúng không? Bạn vừa nhập cái gì? Chúng ta sẽ ghi ở đây là out nhé. Bạn vừa nhập các thông tin như sau. Đấy. Thì ở đây bạn sẽ truyền cái tham số vào, đúng không? Thế thì ở đây muốn truyền tham số thì người ta sẽ chúng ta có thể nối cách ra, ta nối này, đúng không? Bạn nối với họ tên, nối với họ tên nhé, nối với họ tên cộng họ tên này, rồi nhấn căn cho dấu cách, đúng không? Xong lại bạn vừa nhập, đúng không? Và nối thì người ta dùng dấu cộng các bạn nhé, cộng này nhé. Xong chúng ta lại nối với điểm này, hai chấm, lại nối tiếp với cái điểm trung bình,
nhấn căn chuột trong cách đấy. Thì cái đoạn này nó là in ra màn hình đúng không? In ra màn hình. Rồi ok, xong chúng ta lưu lại. Bây giờ muốn chạy thì chúng ta nhấn phải chuột, chúng ta chọn Run File. Đúng không? Đó, thì nó sẽ bạn nhập họ tên vào đây. Ví dụ như là Nguyễn Văn An. Đúng không? Điểm trung bình là 8.1 chẳng hạn. Thế thì bạn vừa nhập Nguyễn Văn An và điểm là 8.1 đúng không? Thì cái này được gọi là nhập xuất trong C như vậy, à nhập xuất trong Java. Như vậy đối với cái bài Java này thì chúng ta chú ý là chúng ta nhớ cho mình là cái scanner, S bằng new scanner là tạo luồng nhập. Để mà nhập một dòng dữ liệu thì người ta dùng nextline, để mà nhập một số thực thì người ta dùng nextdouble đúng không? Và in ra màn hình người ta dùng system.out.print. Thì tất cả những cái này, cái phần bôi vàng này là chính là cái bạn cần nhớ nhá. Rồi ok, như vậy là chúng ta nhập xuất thành công. Rồi. Chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các bạn.